Ban tổ chức. Ban tổ chức. Cô Hồ Thị Anh, công an Phố Xanh, trong tay điều khiển Ngọc Huỳnh, mời anh nghe mình chống xe đoài. Mời hai đồng vật xuất sân.
giải ba lông đôi cảnh sân tiên phong như tháng. Báo Đô Hải Dương xin phá. Mời Hải Đô và Dương Sới. Ở giải nhất và ở giải hai chưa có các ông Đô và các sân Sới lên theo. Chúng tôi đề nghị các ông Đô và các sân Sới cử người lên gặp ban tổ chức. Sau cái ông vật nữ là cái ông vật của giải ba. Xin mời ông Đông Cảnh và ông Đông Cái Lại Dương chuẩn bị. Đoàn chèo của các nghệ sĩ nhân dân đến từ tỉnh Hải Dương trình diễn. Sau hai đêm biểu diễn văn nghệ, một hôm của các cháu và cây nhà lá vườn, hôm qua toàn thể khán giả cùng đồng bào đã được xem một chương trình ca nhạc nghệ kỹ gồm của các nghệ sĩ của Bắc Ninh cũng như các tỉnh, và đặc biệt là có mặt của ba ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh, Trường Vũ, Phi Nhung. Và tôi thông báo bản thân tôi hay thì lại kêu bản kết thúc. Ban tổ chức chúng tôi xin được thông báo kết quả kêu bản thứ hai của giải hai ngày sau. Sau 4 hiệp thi đấu, Đô Nguyễn Thị Nga Thái Nguyên đã bốc nổi toàn bộ Đô Dương Ngọc Hải Bắc Giang. Như vậy ngôi sao thứ hai của giải hai đã thuộc về Tân Thái Nguyên. Đề nghị đồng bào chúng ta hoan nghênh Tân Thái Nguyên. Và Đô Nguyễn Thị Thảo Đất Lúa Thái Bình xin theo. Ban tổ chức chúng tôi đồng ý và rất mong sau nhiều hiệp thi đấu hay sẽ giành quyết định ai thắng hay là ai thua, chứ không kéo dài về thời gian không còn nữa. Hai đô dưới sự điều khiển của trọng tài Ngọc Quỳnh. Mời hai đô nghe mình chống sẽ là. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo hiện nay chuẩn bị đến keo vật cuối cùng của lễ hội năm nay giữa ông Đô Cảnh và ông Đô Dũng. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận thấy tại sân vật chúng tôi ngày càng nhiều khán giả, ngày càng nhiều đô đến tham dự
và thưởng thức các heo vật. Ban tổ chức chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức. Ban tổ chức. Sau 3 hiệp thi đấu, Đô Lúa Thái Bình cũng rất là tự tin vững vàng về phần thể lực, có phần nào gây tranh anh Tài. Nhưng song với cách đánh rất chuẩn mực của Đô Nguyễn Thị Nga Thái Nguyên, có lẽ đứng tại này chúng ta hiểu cái phó làm cho Đô Nguyễn Thị Thảo Thái Bình bay con người mà đọc phân bộ. Như vậy ngôi sao thứ 3 thuộc về dân Thái Nguyên do Nguyễn Thị Nga đặt, và giải 2 năm kỷ hội này sẽ giao cho Nguyễn Thị Nga Thái Bình. Rất mong Nguyễn Thị Nga sang năm sẽ tiếp tục về dự vui của hội và thân đạo, và mời Nguyễn Thị Nga đứng nguyên.